Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian qua, Công an huyện Cát Tiên đã tích cực phối hợp với các ngành liên quan và lực lượng công an các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được đảm bảo. Nằm giữa trung tâm thị trấn Đồng Nai, huyện Cát Tiên, trường tiểu học Phù Mỹ được xem là ngôi trường bề thế. Học sinh nhà trường chủ yếu là con em cán bộ, viên chức trên địa bàn. Bên cạnh chú trọng công tác dạy và học, việc tuyên truyền học sinh chấp hành các quy định luật giao thông đường bộ, đặc biệt thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh trên 6 tuổi khi tham gia giao thông, được nhà trường tuyên truyền sâu rộng. Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền giao thông vào thứ hai hàng tuần, ngay cái giờ chào cờ đầu tuần. Và những cái giờ tan trường, phụ huynh đưa đón con em, nhà trường cũng thông báo trên loa những cái giờ sinh hoạt chuyên môn, cả giáo viên đã nhắc nhở học sinh thực hiện tốt về vấn đề an toàn giao thông. Những trường hợp nào mình đã nhắc nhở một vài lần rồi mà vẫn cố tình vi phạm thì là chúng ta sẽ đưa vào xử lý. Còn nhất là cái số cán bộ công chức thì cũng phải tuyên truyền cho các cơ quan ban ngành, để có cái thủ trưởng các cơ quan ban ngành có cái chỉ đạo để mà khi mà đi đón con em của mình đi học đưa đón thì là phải đảm bảo an toàn giao thông cho các cháu. Nằm ở địa bàn vùng xa của tỉnh Lâm Đồng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không lớn, nhưng trong thời gian qua, thực trạng vi phạm an toàn giao thông diễn biến tương đối phức tạp. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Cát Tiên đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tại các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã và vùng giáp ranh đều có các lực lượng chức năng phối hợp tham gia thực hiện. Đối với địa bàn Cát Tiên thì nói chung là đường xá thì được đầu tư cơ bản là đã hoàn tất. Thì đối với những cái người tham gia giao thông thì tương đối là chấp hành. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp thì vẫn thường xuyên mắc phải các lỗi. Đối với những trường hợp trên thì lực lượng công an Cát Tiên đã tiến hành lập biên bản và cương quyết xử lý theo đúng pháp luật. Trong những tháng đầu năm 2015, Công an huyện Cát Tiên đã lập biên bản trên 250 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tước giấy phép lái xe có thời hạn hơn 230 trường hợp, xử phạt gần 150 triệu đồng. Đáng chú ý, trong quá trình tổ chức kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức thành nhóm lạng lách giao thông có sử dụng nồng độ cồn, tổ chức thành nhóm lạng lách đánh võng. Đối với các vi phạm này, về phía công an huyện xử lý nghiêm và tiếp tục có nhiều phương án ngăn chặn để mà giúp cho ủy ban huyện là ban hành cái văn bản để mà chỉ đạo cho tất cả các ban ngành đoàn thể, rồi tất cả các cơ quan đơn vị, các trường học, rồi các xã thị trấn ở trên địa bàn huyện để đồng loạt là vào cuộc. Về đua xe trái phép, lực lượng công an tổ chức và chốt chặn, có thể xảy ra cái việc mà đua xe thì chúng tôi đã đều có chốt chặn. Với sự nỗ lực của các ngành chính quyền các cấp, việc đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện Cát Tiên thời gian qua là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để an toàn giao thông được đảm bảo, ngoài trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình tham gia giao thông đường bộ.